Em có biết tháng này em vô đây bao nhiêu lần rồi không? 5 lần. Trời ơi, tụi cái này phải làm cái thánh tự cùi bắp á. Con đi về trễ hoài à. Chị Na, chị uống chung với em đi. Chị có nhiệm vụ mới để làm rồi. Mới tù về, Chí Phèo. Tao không phải Chí Phèo. Nhanh! Ê, cho tôi điều tra chung với anh được không? Mặc gì tôi nghe con. Mình có thể kết hợp sức mạnh cơ bắp của anh và trí tuệ làm thám tử của tôi chắc chắn mình có thể tìm ra được ý nghĩa dãy số VNDU 680293 rồi. Chờ tôi đi. Không phải là y tá mà là điều dưỡng đúng không? Tao không phải điều dưỡng, tao là điều tra. Có đi chưa? Hay lắm. Đi lẹt rồi kìa. Đi vậy? Đi đường này nè, đây đông quá. Tao có thể bị phản bội, nhưng không bao giờ là kẻ thua cuộc.